Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi hết sức vui mừng tạo ra một chương trình thực tế dành cho các bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp, muốn tạo lập ra những điều lớn lao, vĩ mô, to lớn, vĩ đại, nhưng khả năng thì không có gì hết. Mấy cái người mà bỏ tiền tỷ làm MV là tại vì người ta không biết. Người ta đi mời celeb là đương nhiên mắc rồi. Con sẽ không mời celeb, con mời xe khác. Cái xe gì? Con mời xe tăng. Nè, mấy cái dạng giống như là Bảo Bảo nè, Dương Thanh Vàng nè, Trà Ngọc. Rẻ lắm, 39.000 đồng giá, mời dễ ợt hả? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Để chương trình chính thức được bắt đầu, xin đề nghị tất cả quý vị ngồi yên vị trí, ngồi chầu trực coi chương trình này. Ngay bây giờ, chương trình xin phép được bắt đầu. Chùm chùm cắt, cắt chùm chùm, chùm chùm cắt, cắt chùm chùm. Nè bước là một, tà một, tà hai, tà ba nè. Chào anh em là con gái quần bay. Quần bay là cái gì? Mới lên quần nhật được có mấy ngày. Nghe nói hôm sau về Bình Chánh, xong rồi em còn về Thủ Đức. Tống, ngâm. Bài hát mày nhắm vui không? Vui. Bài hát mày có mắc cừ không? Mắc cừ rộng ràng á, bể bụng bầu luôn á. Hai tao không cừ. Trước mỗi cái chương trình á, người ta là có tiết mục văn nghệ. Nhưng mà bây giờ không có đủ tiền mời nhóm nhạc thì mình tôi hát thôi chứ làm sao. Thôi mày vô này lẹ lẹ đi. Đi băng, đi, băng, đi, băng. Đi. Và xin chào tất cả mọi người. Ba gia chồng ở dòng sông Hậu, ba gia vợ chợ Kinh Cùng. Thấy em giới thiệu ung ung ghé coi. Mọi người ơi, miếng chầu nên nghĩa tơ duyên. Mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ áo đỏ có anh làm chồng. Mày điên hả, mày điên hả, tao lấy ổng nào. Ủa chứ kêu giới thiệu chương trình thì giới thiệu đó. Chuẩn bị lúc này là trao nhẫn, uống rượu rồi cắt bánh kem đồ hai họ đi lên. Họ cái này vô họng mày nghe chưa. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quan gì hoài vậy, tao giới thiệu được rồi giới thiệu mà. Mày khùng quá à, ví dụ như chương trình tao đàng hoàng tao phải để mày chạy suối chứ mắc gì mày để tỏi đây. Mày trừ mày ếm ai, mày có cái gì ăn cái nấy đi, chừng nào đói khát lột tỏi ăn đi. Trời ơi cậu làm vâng xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ngửa Tay Xin Tiền. Thon 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 thon. Đâu rồi cái lỗ tai con đâu rồi? Trời ơi là trời ơi thiệt. Tôi nói rồi bỏ 50.000 bạc mướn non MC về dẫn chương trình là được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi hết sức vui mừng tạo ra một chương trình thực tế dành cho các bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp, muốn tạo lập ra những điều lớn lao, vĩ mô, to lớn, vĩ đại, nhưng khả năng thì không có gì hết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ đôi giám khảo sau 18 lần thất bại, 20 mấy lần vấp ngã thì họ đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình tạo dựng sự nghiệp. Xin mời bộ đôi giám khảo Túi Vàng và Hữu Ngao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của chương trình, thí sinh vô đi à, thi thố gì vô đi à. Wow wow wow, nhức răng nha. Wow wow wow. Chùm chùm chùm. Khoan đi ngưng lại đi. Mày thí sinh hay là mày thí cô hồn? Nó lợi nó che luôn cái bàn giám khảo của người ta. Thi cục cho nó thi đi. À chào em. Dạ chào mừng em đến với chương trình Ngửa Tay Xin Tiền. Và lời nói đầu tiên thì xin phép em giới thiệu về bản thân. Lời đầu tiên cho em xin chào hai nhà đầu tư và chị MC cùng tất cả mọi người. Ủa chị à, em chưa có nói gì. Ủa nói chưa nói rồi mẹ. Chưa. Thôi mẹ ơi, mày dễ cười quá, ghét rồi hư nghề hết mẹ. Cười ủng hộ nó thí sinh mà, cười cho nó vui. Con có 50.000 bà tiếc rẻ làm chi bây giờ đó. Ừ, rồi tôi cũng cháu tiếp rồi con. À dạ vâng, em tên là Lizzy ạ. Má ơi, tự nhiên cái nó tên cái ly gì đó. Ly dị. Ly dị là bà ly dị á, sau này mà bà có lấy được đời chồng nào là vừa trong cái đêm động phòng là ly dị luôn. Cái miệng của ông đó. Ê Việt. Hồi đó vợ gần nhà mười mấy năm trời, em bây giờ mới thấy cái tên nó khó kêu nghe. Trời ơi, đã là mình đang làm chương trình mà nó đâu phải cháu con gì tôi đâu. Quên. Rồi em đến đây để làm gì? À dạ vâng, em đến đây để xin vốn đầu tư là 1 tỷ ạ. Trời đất ơi, trời xin lặng tỷ.
quá bà, hôn quá. Dữ vậy má. Hôn quá. Tao nghe cái tiếng bể máy tôn trên nhà rồi. Trời ơi, tiết có 50 ngàn à, bây giờ sửa này rồi phải kiểu rữ. Nó xin 1 tỷ mà nó đến đây nó xin giống như là xin tiền ăn sáng đi học vậy đó má. Nó lên nó xin má. Nhưng mà khoan, mày phải biết người ta xin tỷ làm gì. Ờ quên đó, xin làm gì cưng? À, em xin 1 tỷ để em đi học catwalk và sau này em sẽ trở thành một hoa hậu. Wow. 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 Có khùng không? Trời gì dữ vậy trời. Mày xin tao 150 mua guốc mày mang đi tới cho dẻo cái chân mày thì tao cho ở đâu ra 1 tỷ. Thôi đừng nặng lời, tao tới đây tao thi mà. À sao á, ngồi giám khảo mà vậy đó. Không lỡ, không lỡ, không xin lỗi. Nói chuyện đàng hoàng với thí sinh. Dạ. Không có người nhà, không có nặng lời với người ta. Chú nói đi. Ê nhỏ kia, mày có bị điên không? Nói vậy chắc nó không tổn thương. Tôi thấy đây có một cái sự cài cấm gì nè. Tự nhiên bây giờ bà kêu tôi qua mời qua đây làm giám khảo đầu tư. Xong con nhỏ cháu bà bước vô đây xin 1 tỷ bạc của tôi. Trời ơi là không có cháu con. Cái này số điểm đừng lấy đánh lên đầu bà. Tôi là tôi không có đồng ý cái chuyện này rồi đó. Quay hỏi của nó coi, nó làm sao? Nàng, mày xin 1 tỷ bạc mà mày có định hình được trong đầu, có tưởng tượng ra được là sau này lấy 1 tỷ bạc đó đầu tư làm diễn viên, làm người mẫu gì đó, làm hoa hậu gì đó, nó làm sao không? À, được được dạ. Dạ đó chính là eo ơi, cái quán của dì Ngọc ấy xưa giờ nó vẫn như thế nhở, từ cái thời tao đi học ấy cho tới bây giờ tao nổi tiếng rồi mà nó vẫn như thế, không thay đổi gì. Nếp dạ, mày có ngửi thấy cái mùi gì không? Mùi gì ta? Nhưng mà em không có ngửi được mùi gì hết á. Cái mùi nghèo đó. Nghèo? Cũng là cái quán tình thân của tao. Nhưng mà bây giờ nó không cùng đẳng cấp của tao nữa rồi. Đừng, chị mà nói vậy á cũng sợ dì Ngọc nghe được dì Ngọc buồn hả? Buồn cái gì mà buồn. Hàng tháng ý, tao gửi tiền cho dì Ngọc đi shopping này, đi du lịch châu Âu này. Buồn làm sao mà buồn được. Thôi đi về đi. Ở đây có cái mùi gì ý. Thôi mình về ha. Thấy nữa em dối. Ê, mày có kể không hay đứng như vậy, làm vậy hoài? Rồi mắc gì vô đây rồi ngồi chiêm nghiệm. Trời, ngủ được 3 giấc luôn á trời, thật sự á. Chán thiệt á. Em đang tưởng tượng cái ngữ cảnh ý à. Sao kiểu nó như vô tri không ốc không nhỉ? Em đã phải chuẩn bị cái váy này từ mấy tuần trước để có thể đi thi cái cuộc thi này. Kèm theo đó đó chính là cái bộ móng này. Cái bộ nail, look at my nail. Ủa khoan nha, khoan. Ủa, nãy giờ em nói là em chuẩn bị cái bộ đồ này. Dạ. Cái bộ móng này. Dạ. Còn cái bộ ốc em đâu? Chị, sao em nghe bảo là thi cái này không cần não? Trời ơi, dễ lấy của tao 1 tỷ quá, lưỡi vô lấy nè. Ở đâu ra, ở đâu mà tự nhiên đi thi hoa hậu mà mày đem con bộ móng. Đâu phải bán bún bò đâu, cần trời. Có móng. Muốn lấy 1 tỷ của ngoại không phải dễ. Không phải đi mua một bộ đồ sida 120 ngàn, gắn bộ móng 150 lên đây là được lấy 1 tỷ. Bây giờ là kết quả của thí sinh đầu tiên. 1, 2, 3. Tiễn dâm. Trời ơi. Ủa, trời ơi là trời ơi, cái con này. Con này mà em con chắc ngày đập nó 80 giác. Thì nó em mày mà. Tức ghê luôn á. Mấy đứa đầu nó hay tào lao vậy thôi chứ đứa thứ hai khác nha. Đúng rồi chứ, nôn quá, nôn cho tiền thiên hạ quá. Vâng. Và để lấy lại bầu không khí của chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ hai. Hy vọng là thí sinh này sẽ truyền được cảm hứng đến với chương trình cũng như là ban giám khảo. Xin mời. Má nói nãy giờ vậy đi là hay ho rồi. Tôi trời ơi, thiệt sự. Ê. Chỉ giọng như thế đó. Cho em mời một người phụ diễn ạ. Ôi ơi. Rồi mới vô cái làm chào. Để chị. Trời ơi. Thích diễn xuất mà. Diễn con. Hồi đó diễn xuất giỏi chứ bộ mấy. Ủa em ơi, thí dụ như mà. Ủa. Alo. Gì vậy? Ủa, dữ vậy? À, chờ chờ. À, trời ơi. Đó. Sao mày cướp chồng tao? Trời ơi, mày bậy bạ quá rồi. Tao lấy mày bị đánh là đáng. Cái ngữ của mày, tại sao làm gì đủ thứ đồ mày không lấy mày đi lấy chồng ta? À. Bà đúng thôi. Trời ơi, mà chị em với nhau mà nó giật bồ nhau nữa thì chịu nổi đâu cái gì vậy? Mày làm gì mày lột áo ra lấy vào lòng thương hại hả? Mấy con giật chồng hay làm giống mày lắm. Con đùa xíu thôi, à. Đây là phần trình diễn của con. Ủa? Diễn xuất như thần, diễn như không diễn. Hay quá con ơi, sao hay quá vậy? Ủa nhưng mà dù mình diễn mình báo trước được không chứ? Ập vô đánh như vậy sợ nha. Bất ngờ hay. Được gì đầu tư cho con. Tao sẽ đầu tư cho mày về Long Thành đóng phim với Thành Long. Long Thành là về đó dắt sữa bò với Thành Long đâu ra. Nó đánh trên lưng mấy con bò. Chị biết mình làm sao vậy? Chưa nghe nó nói giới thiệu gì bản thân á. Chưa biết làm gì đầu tư. Ủa đúng rồi, ập vô đánh quá trời đánh luôn, chưa biết tên luôn. Chưa biết về bộ phim mà đánh quá người ta nhức mình lắm con.
xin mời thí sinh giới thiệu ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Nếp. Cái mục đích con tới đây là con muốn làm nghề gì vậy? Đúng rồi. Bộ vốn gì? Đúng rồi. Hôm nay con có mặt tại đây là con muốn, mong muốn, rất là mong muốn là kêu vốn đầu tư số là 500 triệu. Con kia xin tỷ, con này xin 500. Cho chú anh ta. Cái gì hả cho lắm, là giàu lắm hả? Nè, nghe hỏi nè. Bây giờ chú với dì đây tài trợ 500 triệu. Con nghĩ coi là cái tương lai á, cái hình ảnh con định hướng nó như thế nào? Dạ, hình ảnh sau này con muốn hướng tới đó chính là tay trong tay đi cùng với chàng trai vào trong khách sạn với ông nội mẹ chồng để nhỏ nói chuyện. Dạ, để con kể tiếp. Đi vào trong. Mày là ai hả? Mày là ai ấy vậy? Nhận ra ai chưa? Con kia, tại sao mày lại cướp bồ tao? Ủa chị, bồ chị thì ăn nói cho đàng hoàng đi nha. Ở đây có rất là nhiều fan, mà chị cũng là người mẫu thì chị nên giữ hình ảnh cho chị cũng như là cho tôi nha. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, giặc thì cướp nước. Còn mày là con trà xanh cướp bồ của tao. Hôm nay tao không tha cho mày đâu. Về đây. À, về đây. Trời ơi, ôi con quỷ này, ôi ôi tử xuống nè con, ôi đấy chính là chiến lược của tụi con. Trời ơi, tính đâu gì là tôi cuối cùng là tụi mày thông đồng với nhau làm xì scandal, xì scandal gì để nổi tiếng để lấy tiền thiên hạ hả? Đúng không, rồi ta vậy. Không, nó thông não cho bà đó. Hồi nãy bà định rót 500 triệu cho con Nếp mà. Ừ, rót đi. Giờ sao? Đứng ra giờ ngoài hay sao? Đi, đi liền. Trời đất ơi. Người ta mệt mỏi à? Không đáng. Khó chịu quá, có tiền mà bây giờ không biết cho ai, thiệt bực bội ghê. Cái này là mở đầu thôi, nhiều khi nó còn gấp gáp. Tao thấy mà mở hoài, mày mở như mở 12 cửa ngục rồi mà tao thấy chưa thấy đứa nào coi được hết á. Mày làm ơn mày mở cửa mà mày cho một đứa thí sinh chính thức vô bữa nay giùm tao.